chào mừng tất cả các bác tiếp tục quay trở lại với kênh của em Lĩnh GVL Nam Định. Và lại là một clip hàng liên đường, và ngày hôm nay đó là một cấu hình rất là VIP các bác nhá. Đó là Adam Sơn. Và tiếp tục hôm nay thì được các bác ở Ninh Bình chốt với em một cấu hình Adam Sơn rất là VIP. Thì trước mặt các bác đây đó là đôi PC12 đó, và anh ấy sẽ lắp với một quả súp 215 các bác nhá. Đó, tình trạng em đã lên video trước giới thiệu cho các bác về tất cả tổng quan rồi, và cũng test chất âm rồi. Adam Sơn hàng hiệu thì không phải quảng cáo quá nhiều, chất âm thuộc top 1 thế giới rồi. So sánh với Nexo rồi là LA rồi, những đó là những cái gì tinh túy nhất rồi các bác nhá. Nếu các bác muốn được trải nghiệm chất âm của những thương hiệu hàng đầu thế giới này thì đừng ngại ngần gì qua nhà em Lĩnh để cùng em Lĩnh trải nghiệm và đánh giá các bác nhé. Xin cảm ơn các bác rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã luôn luôn đồng hành cùng em Lĩnh. Nhà em Lĩnh còn rất nhiều mặt hàng để được tư vấn và phục vụ cho đến các bác. Yêu mến em Lĩnh thì đừng quên dành tặng cho em Lĩnh một like. Các bác nào chưa đăng ký kênh thì hãy đăng ký kênh Ngọc Lĩnh GVL Nam Định các bác nhé. Và hãy nhấn chuông thông báo để luôn luôn cập nhật những mặt hàng mới về. Đó. Em Lĩnh luôn luôn sưu tầm những hàng đẹp, chất lượng, zin xịn về để phục vụ cho tất cả các bác yêu âm thanh trên mọi miền Tổ quốc. Các bác chờ đợi video sau, em Lĩnh sẽ lên hình tại nhà bác khách nhé. Ok các bác, xin chào và hẹn gặp lại.